Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của NK Pet. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ đó là Sugiura trong Pet 2024 Mobi. Và chúng ta cùng đến với hiệp thi đấu đầu tiên để cùng trải nghiệm Sugiura trên kênh của NK Pet. Và để tiện cho anh em theo dõi thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về đội hình xuất phát của hai đội trong trận thi đấu ngày hôm nay. Ở hiệp 1 trận thi đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ bên phía NK Pet sẽ bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục áo trắng quần trắng. Còn đội bạn thì bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục áo xanh và quần đen. Vừa rồi là bàn thắng mở tỷ số 1-0, một bàn thắng đến từ rất sớm và người lập công đó là Sugiura. Một pha ghi bàn rất đẳng cấp của Sugiura, cú dứt điểm vào côn của thủ thành David Raya. Và như anh em biết thì David Raya không phải là một thủ môn dạo vừa, anh là một trong những thủ môn xuất sắc đang bắt cho câu lạc bộ Arsenal. Và đây là tình huống giao bóng của đội bạn, Jorginho là người có bóng nào. Đây là Kai Havertz, những tình huống phản công của các cầu thủ bên phía đối phương. Và vừa rồi thì đội bóng bên phía NK Pet đã có một tình huống cắt bóng hay ở tình huống tấn công của đội bạn. Đây là Sugiura đã lùi về khu vực giữa sân để có thể có những tình huống kiến tạo. Nagamine là người có bóng và vừa rồi là một pha phòng ngự chắc chắn đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng của đội bạn. Đây là Jorginho. Đội bạn có những tình huống và có những cầu thủ có tố chất xử lý kỹ thuật ra khá hay. Zinchenko là người có đường chuyền. Đây là Leonardo Trossa. Chúng ta cần cẩn trọng với những tình huống đi bóng như vừa rồi của Leonardo Trossa. Và đảo chân phải nói là như giang lạc của Leonardo Trossa. Tuy nhiên thì bàn thắng đã chưa tới. Đây là Tomiyasu, cầu thủ người Nhật Bản đã có một pha phòng ngự chắc chắn cho đội bạn. Đây là Kai Havertz, những pha xử lý rất bình tĩnh, bóng lại tới cái chân của Trossa. Và đây là cú dứt điểm ngay của Trossa, pha dứt điểm vừa rồi thì bóng đi chệch cột dọc, khá đáng tiếc cho pha ra chân của Leonardo Trossa. Một pha phát bóng tương đối mạnh lên phía trên và đây là Jorginho, người đang có bóng đó là Sugiura. Một đường chuyền dành đến cho Hayashi. Tuy nhiên thì hậu vệ đội bạn vẫn đang có những tình huống phòng ngự rất chắc chắn. Ngoài pha để cho đội bóng của NK Pet có được bàn thắng đầu tiên thì những tình huống còn lại của trận đấu, hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh vẫn đang xử lý rất tay. Vừa rồi là một pha dứt điểm kỹ thuật của Bukayo Saka. Tuy nhiên thì bàn thắng vẫn chưa tới đối với đội bạn. Và đây là pha phát bóng lên của thủ thành Miura. Một pha phát bóng tương đối mạnh lên phía trên của Miura. Và người đang có bóng đó là Kojima. Bóng đang trong chân của các cầu thủ bên phía áo trắng. Okuda là người có bóng. Đây là Kajuma. Hayashi nào, những pha xử lý rất tay và đây là một cơ hội để cho đội bóng của chúng ta có bàn. Và vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thuộc về các cầu thủ bên phía NK Pet. Người lập công đó là Sugiura, một pha dứt điểm rất hay của Sugiura đã mang về bàn thắng dành đến cho đội bóng của chúng ta. Và đây là một tình huống giao bóng nào. Phút thứ 32 và cách biệt bây giờ đang là 2 bàn cho đội bóng áo trắng. Chúng ta đang có một trận thi đấu hay ở ngày hôm nay và Sugiura đã có cho mình một cú đúp trong ngày ra mắt. Một phong độ cực kỳ cao của cầu thủ Sugiura. Đây là Martinelli, một đường chuyền hướng tới vị trí của Bukayo Saka. Tuy nhiên thì vừa rồi, cú dứt điểm của Bukayo Saka thì bóng lại tìm trúng chân của hậu vệ bên phía áo trắng và đi hết đường biên ngang. Rất may cho các cầu thủ của chúng ta đã có một pha phòng ngự tốt ở tình huống vừa rồi. Đây là một pha đá phạt góc của các cầu thủ đội bạn và Saka là người thực hiện quả đá phạt góc này. Chúng ta cần phải cẩn trọng với cái chân trái rất ảo ma Canada của Bukayo Saka. Vừa rồi thì đã có một tình huống phạm lỗi ở ngay khu vực 16m50 và trọng tài đã gọi cầu thủ bên phía NK Pet lại và nhắc nhở tình huống phạm lỗi vừa rồi đối với người đội trưởng bên phía các cầu thủ đội bạn. Đây là một pha đá phạt trực tiếp khá nguy hiểm. Người thực hiện quả đá phạt này đó là Gabriel Martinelli. Và đá phạt của Gabriel Martinelli và chuyền bóng vào trong vừa rồi, một tình huống chuyền cắt vặt cầu môn và rất đáng tiếc khi mà đội bạn đã không có một điểm chạm ở pha bóng vừa rồi. Pha phát bóng lên của Miura. Phút thứ 39 của trận đấu và tỷ số đang là 2-0 nghiêng về các cầu thủ bên phía NK Pet. Đường chuyền vào trong dành đến cho Kato và đây là một cơ hội nào. Vừa rồi là một pha dứt điểm không thành công của Sugiura. Bóng đã đi hết đường biên dọc của tình huống vừa rồi. Và đây là một pha ném pin dành đến cho các cầu thủ bên phía đội bạn. Phút thứ 42 của trận đấu, tỷ số đang là 2-0. Và chúng ta vẫn đang có một thế trận khá tốt trước một đội bóng rất mạnh đến từ châu Âu. Đấy là Jorginho, một pha chuyền bóng lên dành đến cho Declan Rice. Pha mở cánh phải nói là cực kỳ chuẩn xác của tiền vệ người Anh Declan Rice.
3 phút sẽ là thời gian bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên trong trận đấu ra mắt hôm nay của Sugiura trên kênh của Nocapet. Vừa rồi là một pha cắt bóng của Okuda và thời gian bù giờ đã hết. Liệu rằng tiếng gọi của trọng tài có cất lên, nhưng đây là một cơ hội đành dành đến cho đội bóng áo trắng. Kato có một pha chuyền bóng rất hay, sau đó là một tình huống đi bóng cũng tương đối bình tĩnh. Và như vậy thì hiệp 1 đã tạm thời kết thúc với tỷ số 2-0. Và xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm Sugiura trên kênh của Nocapet. Pha cắt bóng vừa rồi thuộc về Magahed và đây là một tình huống tấn công của đội bạn. Người đang có bóng đó là Declan Rice, đường chuyền dành đến cho Gabriel Martinelli, một pha chuyền bóng vào trong và bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Miura và ném bóng tương đối mạnh lên phía trên. Người đang có bóng đó là Jorginho, những pha xử lý rất hay và Kai Havertz có một đường chuyền. Nagamine là người đã có một pha xử lý nhưng anh không thể qua được Bukayo Saka. Sau đó là một cú dứt điểm tương đối uy lực của Bukayo Saka và rất may thì bóng chưa đi trúng đích ở tình huống dứt điểm vừa rồi. Chúng ta đang được xem lại pha xử lý của Bukayo Saka. Đây là một tình huống phát bóng lên của thủ thành Miura bên phía đội bóng của Nocapet. Chúng ta vẫn chưa phải vào lưới nhặt bóng bất cứ một lần nào ở trận đấu ra mắt hôm nay của Sugiura. Và đang là một trận đấu công tốt và thủ cũng hay. Đây là Okuda và phản công dành đến cho đội bóng bên phía các cầu thủ của Nocapet. Tuy nhiên thì vừa rồi là một pha cắt bóng đến từ đội bóng áo vàng xanh. Đây là Hazashi, một đường chuyền hợp lý dành đến cho Kojima. Declan Rice là người đã bắt được bóng ở tình huống vừa rồi, một pha bắt bài rất hay của Declan Rice. Anh đã lấy bóng trong chân của các cầu thủ áo trắng. Đây là Renato Chosa, một đường chuyền dành đến cho đồng đội. Tuy nhiên thì đội bóng bên phía Nocapet đã có pha đọc bài và xử lý thành công. Đây là Sugiura, những pha đi bóng như chỗ không người của Sugiura. Và vừa rồi thì Gabriel Magalhães đã cắt bóng thành công cho các cầu thủ bên phía đội bạn. Hazashi là người có bóng, đường chuyền dành đến cho Fujima. Đây là một cơ hội để cho Hazashi có bàn. Tomiyasu là người đã cắt bóng ở tình huống vừa rồi. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ bên phía đội bóng Nocapet. Đây là một đường chuyền dành đến cho Sugiura. Và như vậy thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 dành đến cho đội bóng bên phía Nocapet. Và đây cũng chính là bàn thắng thứ 3, một cú hat-trick dành đến cho Sugiura trong trận đấu ngày hôm nay. Một phong độ thi đấu phải nói là cực kỳ cao của cầu thủ Sugiura. Anh đang có 3 bàn thắng và là người duy nhất của trận đấu ghi được bàn trong trận đấu ngày hôm nay. Cả 3 bàn thì đều được ghi do công của Sugiura. Và chúng ta cùng xem lại pha phối hợp mang về bàn thắng vừa rồi của Sugiura. Chỉ cần với 3 nhịp tự bóng từ khu vực giữa sân đã được đưa vào lưới. Một pha phối hợp theo bài rất bài bản của các cầu thủ bên phía Nocapet. Đây là tình huống giao bóng của đội bạn. Jorginho là người có bóng, một đường chuyền lên dành đến cho Leonardo Chosa. Đây là Kai Havertz, những pha xử lý rất bình tĩnh và bóng vẫn trong chân của Kai Havertz. Cú dứt điểm vừa rồi chưa thể đưa được trái bóng vào lưới. Và ra chân của Kai Havertz thì bóng đi cao hơn so với xà ngang. Chúng ta đang được xem lại tình huống đi bóng và dứt điểm rất tốt của tân binh của đội bóng Arsenal, đó là Kai Havertz. Kai Havertz là người cũ của câu lạc bộ Chelsea nha. Đây là pha phát bóng lên của thủ thành bên phía đội bóng của Nocapet, đó là Miura. Pha phát bóng tương đối mạnh lên phía trên và đội bạn đã có những sự thay đổi người. Mohamed Elneny là người được tung vào sân để đá thay vị trí của Kai Havertz. Và như vậy thì sau cú dứt điểm không thành công vừa rồi, Kai Havertz đã được rút ra nghỉ. Đây là Hazashi. Đội bóng của Nocapet vẫn chưa có bất cứ sự thay đổi người nào khi mà các cầu thủ của chúng ta vẫn đang chơi một trận đấu rất hay. Đây là một đường chuyền dành đến cho Hazashi, một pha chuyền bóng rất chuẩn xác đến cái chân của Hazashi. Tuy nhiên thì bàn thắng lại chưa tới. Kojima là người có bóng, đường chuyền dành đến cho Okuda. Enery là người có pha cắt bóng cho các cầu thủ đội bạn và bây giờ đang là phút thứ 82 của trận đấu rồi. Magahed là người có bóng. Cách biệt bây giờ đang là 3 bàn và rất khó để cho đội bạn có được một trận hòa trong trận đấu ngày hôm nay. Người đang có bóng đó là Kajuma. Đây là các cầu thủ bên phía đội bóng của Nocapet. Chúng ta có một pha phản công và đây là Sugiura. Sugiura xử lý rất bình tĩnh ở tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì ở nhịp dứt điểm cuối cùng, Sugiura lại chưa thể chiến thắng được cái chân của hậu vệ bên phía đội bạn. Là một cú dứt điểm trúng chân. Đây là Bukayo Saka, cơ hội để cho đội bạn có bàn thắng danh dự ở trận đấu ngày hôm nay. Martin Odegaard có một đường chuyền hay dành đến cho Gabriel Jesus, nhưng ngay lập tức thì Kojima cũng đã lùi về phòng ngự.
Và 3 phút sẽ là thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ra mắt hôm nay của Sugiura. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu ra mắt của Sugiura đã kết thúc với tỷ số 3-0. Cảm ơn anh em đã đón xem video ngày hôm nay ra mắt Sugiura trên kênh của NKPet. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của NKPet nha. Bye bye anh em.